Thanh Hóa thắng địa là nơi rồng vờn hạt ngọc, hạc bơi chân thành. Chẳng biết từ bao giờ, lời ca dao cổ đã khẳng định vẻ đẹp của xứ Thanh như chốn Bồng Lai. Có lẽ sự hào phóng của thiên nhiên đã sắp đặt để vùng đất này quần tụ đầy đủ các địa hình sinh thái: núi đồi, trung du, đồng bằng và biển cả, để tạo nên một miền đất sơn thủy hữu tình, nhân kiệt địa linh. Nhờ đó mà xứ Thanh hội tụ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, làm nao lòng lữ khách đến nơi đây. Mỗi nền văn minh đều bắt đầu từ những dòng sông, nên sông Mã, sông Chu chảy dài đã bồi đắp nên những giá trị văn hóa tinh thần độc đáo, rồi hẹn hò nhau ở hạ nguồn để tạo nên nền văn hóa núi Đọ, văn hóa Đông Sơn rực rỡ tự hào. Những dòng sông khi tìm về với biển, tiếng khèn, tiếng chiêng cũng xuôi dòng để giao duyên cùng điệu hò sông Mã từ nơi đầu nguồn của 7 dân tộc anh em đoàn tụ, gồm Kinh, Mường, Thái, Thổ, Giao, Mông và Khơ Mú, để làm nên trường ca đẻ đất đẻ nước của tỉnh Thanh. Ngược dòng sông Mã, du khách hãy đến với huyện miền núi cao và xa nhất tỉnh Thanh, đó chính là huyện Mường Lát, một thiên đường ngủ quên với khung cảnh hùng vĩ mà nên thơ, rất thích hợp du lịch khám phá thiên nhiên. Đến với Mường Lát, du khách sẽ được thưởng thức múa khèn và múa ô của dân tộc Mông, lễ hội tán tằn của dân tộc Thái. Và quả thật thiếu sót nếu đến Mường Lát mà không thăm khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu với hệ sinh thái núi đá vôi, núi đất, rừng và động thực vật quý hiếm. Đặc biệt, đến với điểm dừng chân xa nhất, cửa khẩu Tén Tằn, vào mỗi thời điểm khác nhau trong năm, du khách sẽ có những ấn tượng với vẻ đẹp nơi đây khi săn mây hay ngắm tuyết. Xưa Tây Tiến một đi không trở lại, bây giờ ai đã đến nơi đây sẽ mong ngày trở lại bởi vẻ đẹp quyến rũ và sự thay đổi của mảnh đất này. Cách Mường Lát không xa, huyện Quan Hóa được biết đến là nơi có hệ thống sông hồ, núi non hùng vĩ, với những khu bảo tồn thiên nhiên, những hang động vô cùng kỳ bí, đã giúp nơi đây trở thành điểm du lịch sinh thái đầy tiềm năng. Hang Ma, khu động táng được phát hiện sớm và có số lượng quan tài trong hang lớn nhất Việt Nam. Các nhà khảo cổ đã phát hiện mộ phần của người Thái cổ có niên đại hơn 700 năm, ở độ cao hàng chục mét. Hay hang Co Phương, hang Bó Mười, những hang động gắn nhiều dấu tích lịch sử trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Không chỉ có nhiều hang động đẹp, Quan Hóa còn có những hồ nước nổi tiếng như hồ Vinh Quang, hồ Pha Đay, là những hồ tự nhiên với vẻ đẹp bất tận. Đặc biệt, hồ Pha Đay nằm trên đỉnh ngọn núi Bút cao 700 mét so với mực nước biển. Đường lên chênh vênh khúc khuỷu với những con dốc dựng đứng, những cung đường uốn lượn trong tầng tầng lớp lớp xương răng, sẽ đem lại cho du khách những trải nghiệm khó quên. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên, Quan Hóa còn là nơi hội tụ nhiều nét đẹp văn hóa của dân tộc Thái, Mường, Mông, với lễ hội Mường Ca Gia, Trá Chiêng, những làn điệu của người Thái như khập, khua luống, nhảy sạp. Một trong những điểm đến hấp dẫn về du lịch cộng đồng tại đây là bản hang, được rất nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích. Bá Thước là quê hương của sử thi đẻ đất đẻ nước, của trường ca Khăm Panh, của truyền thuyết nàng Ờm, chàng Bông Hương, quê hương của cây chu đá, lá chu đồng, bông thau quả thiếc. Bá Thước còn được biết đến nhiều phong tục tập quán tín ngưỡng gắn với các lễ hội đặc sắc như lễ hội mái đá điều, lễ hội mường khô, lễ hội đua thuyền độc mộc, phiên chợ phố đòn. Đặc biệt, tại hai khu du lịch cộng đồng Pù Luông và Son Bá Mười, du khách không chỉ khám phá cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng của đỉnh Pù Luông cao nhất Thanh Hóa với 1.700 mét, những thượng ruộng bậc thang đầy thơ mộng, những bản làng hiền hòa với những mái nhà sàn đơn sơ dung dị, những món ăn chứ danh như vịt cổ lũng, thịt lợn nướng, canh uôi, mà còn có thể khám phá những nét văn hóa độc đáo của đồng bào nơi đây với tiếng cồng chiêng, khèn bè, khua luống rộn rã nhịp nhàng. Đến với vùng non xanh nước biếc thấm đẫm nhân tình này, không ít du khách sẽ muốn quay lại để khám phá tiếp những điều tuyệt diệu.
cũng như nhiều huyện miền núi phía tây xứ Thanh, Quan Sơn có những thửa ruộng bậc thang gối nhau trùng điệp, mang đậm nét nguyên sơ, cùng nếp nhà sàn xinh xắn với những cô gái Thái bên khung cửi dệt vải. Bên cạnh đó, thiên nhiên còn ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp như động Bo Cúng, động Pha Bái, động Co Láy, động Pha Khua. Cùng với cảnh sắc thiên nhiên hiền hòa thơ mộng, du khách đến với Quan Sơn vào dịp đầu năm sẽ được hòa cùng với không khí mùa xuân rộn ràng vui tươi với cộng đồng các dân tộc nơi đây trong lễ hội Mường Xia, một lễ hội lớn, độc đáo diễn ra vào các ngày 24, 25, 26 tháng 3 âm lịch hàng năm. Đến với Quan Sơn, du khách còn khám phá cửa khẩu Na Mèo, được hòa mình trong không gian văn hóa dân tộc Thái với những điệu múa, điệu khập, khua luống, cồng chiêng và các món ăn đặc sản đậm đà hương vị núi rừng Thanh Hóa như cá suối nướng, chỉnh rượu cần, cơm lam, xôi ngũ sắc. Chắc chắn đây sẽ là sự lựa chọn lý tưởng để du khách dừng chân thưởng ngoạn. Thạch Thành được thiên nhiên ban tặng cho những đại ngàn hùng vĩ, những hình sông thế núi, danh lam thắng cảnh làm đắm say lòng người. Tiêu biểu như thác Mây, thác Voi, hồ Vũng Xú, hồ Bình Công gắn với suối nước nóng thôn Nghẹn, hồ Đồng Ngư, hồ Tây Trác. Không chỉ là nơi có nhiều danh thắng đẹp, Thạch Thành còn là nơi hội tụ nhiều giá trị lịch sử văn hóa. Trong đó nổi bật là hang Con Mong được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2015. Di tích chiến khu du kích Ngọc Trạo được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia năm 1994. Đây là nơi thành lập đội du kích Ngọc Trạo vào ngày 19 tháng 9 năm 1941, tiền thân của lực lượng vũ trang Thanh Hóa. Huyện Thạch Thành còn là điểm đến của những tour du lịch tâm linh, với điểm đến linh thiêng là đền thờ Phố Cát thuộc xã Thành Vân. Tương truyền, đây là nơi nữ thần Vân Hương, tức Liễu Hạnh Công Chúa giáng trần lần thứ ba để cứu nhân độ thế, được nhân dân suy tôn là Đức Thánh Mẫu, một trong tứ bất tử của văn hóa Việt Nam. Cẩm Thủy là địa phương có phong cảnh non nước hữu tình, làm đắm say biết bao du khách. Một trong những cảnh đẹp đã được nhiều tao nhân mặc khách biết đến chính là Cửa Hà, nơi sông Mã uốn mình qua trùng điệp núi non, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Mặc dù có khá nhiều di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng như di chỉ khảo cổ Làng Hạ, chùa Bình Vôi, chùa Chặng, chùa Rồng, nhưng điểm đến hấp dẫn du khách nhất khi tới Cẩm Thủy chính là suối Cá Thần ở Làng Ngọc, xã Cẩm Lương. Đến Cẩm Thủy vào dịp đầu năm mới, ngoài tham quan suối Cá Thần, du khách còn được khám phá những lễ hội độc đáo của cộng đồng các dân tộc tại địa phương như lễ hội Khai Hạ, lễ hội Chùa Rồng, hay tham quan các làng nghề truyền thống và thưởng thức hương vị ẩm thực độc đáo của địa phương. Với hệ thống rừng nguyên sinh phong phú, khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh quan sinh thái nguyên sơ, nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị như Chùa Mèo, Bản Năng Cát, Thác Ma Hao, Thác Hón Lối. Làng Chánh là điểm đến yêu thích của rất nhiều du khách trong những năm gần đây. Nằm dưới chân núi Chí Linh, cách trung tâm thị trấn Làng Chánh 18 km, Bản Năng Cát, xã Chí Nang có tổng diện tích tự nhiên 600 hectare. Đồng bào sinh sống nơi đây chủ yếu là người dân tộc Thái. Không chỉ giữ được nét nguyên sơ của miền sơn cước, Bản Năng Cát có tới 98,3% hộ ở nhà sàn. Đây là một không gian kiến trúc độc đáo hiếm có ở các bản làng vùng cao, tạo thành nét đặc trưng của người Thái, đẹp một cách cổ xưa và thơ mộng. Ngoài khám phá nét đẹp văn hóa của đồng bào Thái, đến với Bản Năng Cát, du khách còn khám phá vẻ đẹp đầy chất thơ của dòng thác Ma Hao. Đến với Làng Chánh, du khách cũng không thể bỏ qua Chùa Mèo, một điểm đến tâm linh nổi tiếng của vùng đất này. Chùa Mèo được xây dựng từ thế kỷ 13, thời nhà Trần. Được biết, ngôi chùa này gắn với nhiều điển tích khi người anh hùng Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa vào năm 1418. Lễ hội Chùa Mèo được tổ chức vào dịp đầu năm, thu hút đông đảo du khách thập phương đến thắp hương, chiêm bái và vui hội. Được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nhiều cảnh quan hấp dẫn, Như Thanh đẹp tựa như một nàng sơn nữ e ấp giữa đại ngàn. Đến Như Thanh, du khách có dịp tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ với màu xanh bạt ngàn của rừng cây cùng màu xanh của trời mây, tắm mình in dấu nước tại vườn quốc gia Bến En, hồ Yên Mỹ và khám phá nhiều hang động kỳ thú như hang Lèn Pót, hang Ngọc.
Như Thanh còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử cách mạng, tiêu biểu như di tích Lò Cao Kháng Chiến, đền Mẫu Phủ Sung, đền Phủ Na, đền Bạch Y Công Chúa, đền Đức Ông Khe Rồng. Đến với Như Xuân là đến với cảnh quan thiên nhiên phong phú, với các khu vực địa hình chuyển tiếp từ Tây sang Đông, xen lẫn các thung lũng và hồ nước đã tạo nên những danh lam thắng cảnh độc đáo như thác Đồng Quan, thác Cổng Trời. Như Xuân còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc. Đây là nơi hội tụ nét đẹp văn hóa của 4 dân tộc Thái, Mường, Kinh và Thổ. Các lễ hội truyền thống ở Như Xuân tiêu biểu có lễ hội Đình Thi, lễ hội Đâm Châu. Trong lễ hội, đồng bào nơi đây tổ chức rất nhiều nghi lễ cũng như trò chơi dân gian như khua luống, hát khập, nhảy sạp, tung còn của người Thái, hát đốm, hát chậm đò ho của người Thổ, hát sườn, hát giao duyên của người Mường. Nằm ở phía tây tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 75 km, Ngọc Lặc là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp. Khi đến Ngọc Lặc, du khách không thể bỏ qua khu di tích danh thắng Hang Bản Bù, nơi lưu dấu lịch sử và phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ huyền ảo. Đặc biệt, tại Ngọc Lặc có làng nghề truyền thống dệt thổ cầm với nhiều loại sản phẩm tiêu thụ trong nước và quốc tế. Ở đây có nhiều loại hình nghệ thuật diễn sướng dân gian như đánh cồng chiêng, múa hát cồn pông, lễ cấp sắc. Đến Ngọc Lặc, du khách đừng quên thưởng thức những món ăn vùng cao thơm ngon nước tiếng như canh đắng, thịt lợn nướng, cá nướng, rau trộn, mang hương vị rất riêng, rất khác biệt của vùng đất này. Thường Xuân là huyện có diện tích tự nhiên lớn nhất Thanh Hóa, có nhiều danh thắng nước tiếng như khu bảo tồn quốc gia Xuân Liên, hồ Cửa Đạt, hang Bát Mọt, di tích hội thể Lũng Nhai, di tích lịch sử văn hóa đền thờ Cầm Bá Thước. Đây là vùng đất nổi danh Quế Ngọc Châu Thường và hệ thống hang động thác nước đẹp như hang Lù, thác Thiên Thủy, thác Hón Yên. Cùng với tiềm năng du lịch cộng đồng, Thường Xuân có nhiều lễ hội như lễ hội Nàng Han của người Thái ở Vạn Xuân. Bởi đa phần là người dân tộc Thái nên có nhiều loại hình nghệ thuật như hát sườn, hát giao duyên, hòa tấu cồng chiêng và nhiều trò chơi dân gian như đánh mạng, đi cà kheo, ném còn, nhảy sạp. Từ nơi dẻo cao, dòng nước ngọt mát lành của suối, của thác sẽ hòa vào vị mặn mà nơi cửa bể, nơi có những khu nghỉ dưỡng, những bãi tắm nổi tiếng. Du khách sẽ được thả hồn nơi bờ sông, đón gió lộng thổi qua hòn trống mái, kể cho nghe câu chuyện tình của biển. Và không xa nơi đó là bãi biển Hải Tiến, Hải Hòa, còn nhiều nét hoang sơ cùng bãi An Tiêm với huyền tích Dưa Hấu Vua Hùng. Đến xứ Thanh, lữ khách không thể bỏ qua những danh thắng nổi tiếng như Hàm Rồng, Núi Ngọc, nối đôi bờ sông Mã bởi cây cầu huyền thoại. Bàn A Sơn như bức tranh thủy mặc, là động Bích Đào, Tử Thức gặp Giáng Tiên, động Hồ Công, cửa cao trong bầu trời rộng. Và ngàn nưa, đá chênh vênh bên nước long lanh. Đến xứ Thanh là về miền di sản, nơi đông sơn núi đọ như vang vọng tiếng trống đồng. Tiếng cồng núi nưa của bậc chính danh liệt đại hùng tài Triệu Thị Trinh làm quân thủ khiếp sợ. Đền thờ bà ở Phú Điền Hậu Lộc trên đường Kinh Lý Bắc Nam là thành nhà hồ uy nghi vô tiền khoáng hậu như vẫn rền vang tiếng thần công. Điện Lam Kinh nơi đất lành chim đậu, lá rừng còn ghi lời đại cáo Bình Ngô. Với du lịch tâm linh là đền Đông Cổ, một điểm đến tâm linh nguồn cội. Đền Sòng Sơn thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một tứ bất tử của văn hóa Việt Nam. Và đền Phủ Na, một chốn linh thiêng trầm mặc. Quê Thanh có nhiều món ngon nước tiếng sẽ làm mềm lòng du khách, như quế Thường Xuân, mía Kim Tân, bánh gai Tứ Trụ, chè Lam Phủ Quảng. Những sản phẩm truyền thống vang tiếng như chiếu Nga Sơn, đá làng Nhồi, đồ đồng chè Đông. Và còn rất nhiều những hình thức du lịch làm say lòng du khách. Với phương châm xây dựng một mô hình văn hóa du lịch sạch và an toàn gắn với phòng chống dịch bệnh, Thanh Hóa sẽ là điểm hẹn khám phá lý tưởng của du khách, để ai đến xứ Thanh sẽ phải nặng tình với mảnh đất này. Hãy cùng về Thanh Hóa anh ơi, để anh đi dọc dặm đường thiên lý, cho thơ anh nồng nàn thi vị, về miền quê đẹp cả đất lẫn người.